serum Play Vitamin C Freshly chia sẻ vitamin drop có tốt không? 1. Thiết kế bao bì. Thiết kế vô cùng tối giản tông màu bạc, chống sáng chảnh. Thiết kế vòi bơm tiện lợi. 2. Kết cấu. Serum Play có kết cấu bên trong hơi đặc, không lỏng như những dòng khác. Chính vì thế chỉ dùng khoảng 2 đến 3 giọt bạn đã có thể thoa đều và đủ dày lên da. Tinh chất serum không có màu và có một mùi thơm khá dịu nhẹ, chỉ cần apply sau chừng 10 phút đã không còn mùi gì gây khó chịu. 3. Thành phần và công dụng. Loại vitamin mà Play sử dụng là ascorbic acid. Đây là một chất có kết cấu gần với vitamin C tự nhiên nhất, do vậy hoạt động trên da giống với vitamin C nhưng không dễ bị biến tính như vitamin C thuần túy. Chiết xuất từ quả bưởi, chống oxy hóa cho da. Tinh dầu oải hương giúp làm dịu vết thương do mụn. Hơn 20 tinh chất chiết xuất từ thiên nhiên, trong đó nổi trội là Centella Asiatica Extract, là tinh chất chiết xuất từ lá rau má, có tác dụng kháng khuẩn, làm sạch da rất tốt, giúp làn da mịn màng hơn. Ngoài ra còn có những thành phần tốt cho da như Oranguei, Brassica Olearei Italica, Broccoli,